Trời ơi chạy kìa trời. Quá nó hút lái rồi. Chạy mới đã chứ. Xin chào quý khán giả, Từ Siêu đã có mặt tại huyện Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Chút nữa đây Từ Siêu sẽ quay nghinh ông những gì nó đặc sắc nhất, tốt nhất cho quý vị xem. Quý vị đừng có bỏ qua gì hết nha. Rất là thú vị. Những anh tài công múa lửa dữ lắm. Ở đây là hết ga hết số không đó. Cứ từ từ nha, đi theo Từ Siêu. Có nhiều niềm vui. Mỗi năm á, vào ngày 16 tháng 8 thì anh Tư lúc nào cũng gì cũng ghe. Hôm nay thời tiết cũng không có được đẹp cho lắm nha quý vị. Cano thì cũng đang cúng nữa nè. Anh Tư, khỏe anh Tư. Dạ. Lúc trước mình cũng có quay anh Tư một series cúng kiến. Hiện giờ Từ Siêu đang ở trên cano. Mình sẽ đi chiếc cano này nha, để quay nhiều cảnh hay nhất cho quý vị xem. Quý vị hãy nhớ là đăng ký kênh, bấm cái chuông, đừng bỏ qua gì hết nha quý vị. Mấy anh tài công ở đây là phải nói là hết giá số nha. Chạy ghê lắm. Đó, bây giờ chiếc ghe nghinh dẫn đầu là đang ra đó. Nay thời tiết hơi mưa quý vị ơi. Cứ từ từ nha. Đang lấy nèo. Bên đây là mấy anh cảnh sát đường thủy nè. Quá đông rồi quý vị ơi, quá đông rồi. Đang túa ra rất là đông nè. Wow, wow. Còn rất là nhiều phía sau nha. Nè, 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 phía sau nè, phía sau nè. Trời ơi. Quá trời ơi. Bây giờ mình sẽ đi chiếc ghe của anh Phụng nha. Đi bên chiếc này lắc quá, quay không nổi. Qua đây đi. Đang cúng ghe quý vị ơi. Đây là lượt đi nha quý vị. Lượt đi thì hơi chậm. Về á, về là mấy anh tài công này chạy dữ lắm. Quá rồi, quá rồi, quá rồi. Chiếc này bên đây là múa lửa nè. Thank you.
Đức Tài, Đức Tài. Một, hai, ba, vô. Kiểm ngư thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Nâng ly lên đi, nâng ly lên đi. Nâng ly lên, nâng ly lên. Lên bia, lên bia. Mỗi năm vào ngày 16 tháng 8 hàng năm á, quý vị đến đây sẽ thấy được những cảnh này nha, rất là thú vị nha. Năm nay thời tiết không có tốt, cho nên là thông cảm nha. Quá, sống quá sống rồi, mấy ảnh mệt rồi. Một chiếc hầm. Chương trình chính là chặt dịch nha quý vị, để chút nữa mình ăn nhậu cho nó vui. Quá sống quý vị ơi, quá sống rồi hôm nay. Quá. Quá rồi, quá rồi. Chuyến này của biên phòng nè quý vị ơi. À, xin mời quý vị nha. Mở. Hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Lát lên bào bữa. Chứ sao rồi giỏi. Hai, ba, vô. Hai, ba, xin mời đó. Có bia không? Có bia không? Vô lên nào. Vô. Không có thì chạy vô bờ mưa đi lắc chào. Đó ơi. Không. Này sống quá quý vị ơi. Sống rồi năm rồi luôn nha quý vị. Ối rồi quý ơi, ối rồi, ối rồi. Ối rồi, ối rồi. Cố lên nha em, cố lên nha. Chiếc này cầu sim, cầu chiếc đó. Không biết không? Lễ hội năm nay nói chung là do thời tiết nó hơi xấu đó quý vị. Cho nên là cái màu sắc nó không được đẹp nha, quý vị thông cảm nha. Đâu, 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 đâu. Đâu, đâu, đâu.
đang cúng quý vị, đang cúng. Mưa rồi quý vị ơi, mưa rồi. Cố lên em, dù gì mình chúng ta phải đàn ông phải cố gắng lên nha, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên nào, 1, 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, vô. Xuống đi. Bây giờ đang quầy vô nha, quầy vô. Cúng xong rồi nha, quầy vô nha. Lên rồi. Quá rồi, Thấy không, đua không à? Đua về quý vị ơi, đua về nha. Trời ơi, chạy dữ vậy, trời ơi. Đua mới được chứ, quá quý vị ơi, bên đây nè quý vị ơi, quá trời chạy rồi quý vị ơi. Wow, hai chiếc này đang đua với nhau, nha. Rồi, lên. Xã đảo Thành An đây. Quá quý vị ơi, đua quý vị ơi, quá trời ơi, nó chạy kìa. Bịt mù khói lửa luôn. Quá chạy rồi. Quá lên rồi, cái chiếc công suất nó quá lên rồi. Ghê công suất nha.
Lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi quý vị ơi. Tài công muốn lửa rồi. Quá chạy rồi. Wow. Yeah, chạy ra. Về gần tới bến rồi nha. Trời ơi chạy kìa trời. Quá nó hút lái rồi. Chạy mới đã chứ. Wow, giật có đèn luôn. Anh bạn vô lửa quá. Trời ơi, chạy ngược chiều. Nguy hiểm quá. Mưa rồi quý vị ơi, mưa rồi, bây giờ về nha. Quá trời rồi, hôm nay thời tiết xấu quá. Quý vị xem clip cũng thông cảm nha. Quá. Quá, mưa. Trời ơi, ra có đen luôn. Quá rồi. Vô nha, vô bến nha. Máy đề, máy đề. Về bến nha, về bến nha. Vui không? Vui không? Này vui không? Vui, vui, vui. Quá vui rồi. Vui. 1, 2, 3. Vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Hẹn quý vị năm sau nữa. Rồi qua đến đây thôi nha quý vị. Mệt quá quý vị ơi. Hôm nay sóng gió quá. Rồi bye nha, gặp lại nha.